xe là lạ, cái chiếc xe này lạ lắm đó bạn. Nhưng mà chạy trên đường được là nó là trị giá nó là 25.000. Cái xe chiếc không? Cái xe này nha. Mời các bạn xem xe khác nha. Đây là chiếc Corvette 2016. Chiếc này trông như là nệm xe bằng da, rất là đẹp. I got the same one in red, the 06. This one? Yeah. I only got 4,000 miles on it. Chiếc này là chiếc 2017 Porsche, 103.000 đô la, màu vàng, rất là đẹp. Rover SUV nên thì nó để giá là 56.000, là xe mới. Chiếc Land Rover, chiếc này chạy đường trường, đường đèo rất là hay. Nó là SUV thì nó rất là cao. 218 Land Rover. Chiếc này là chiếc xe Porsche Carrera. Started doing it.
Chiếc này là chiếc 2015 Mercedes, để giá là 56.000. Chỉ hai chỗ ngồi, nệm có nệm da đẹp quá. Chiếc này rất là sang trọng. Mình mê xe lắm bạn, chỗ nào coi cũng thích đi coi xe hết. Còn chiếc này là mình cái thích nhất. Đó là chiếc hai chỗ ngồi. Mình giả chiến đi được đường cũng được, mà đi đường rừng cũng được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.